thế giới ma mị với những nhân vật kinh điển đại diện cho thế lực huyền bí. Nhắc đến người đã trợn người bước ra từ điện ảnh, từ cổ tích, sẽ được các nghệ sĩ của Cười Xuyên Việt các điều hóa tài tình cho sân khấu, hứa hẹn một đêm nhiều bất ngờ cùng những cảm giác sợn tóc gáy trong chủ đề kinh dị. Được phát sóng vào đêm Noel lúc 21:05 ngày 24 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 11:40 thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.